Chào mừng em cùng quay trở lại với bản tin 5 phút của Chôn bóng đá ngày 6 tháng 4. Cùng đi vào phần tin chi tiết để xem ngày hôm nay có tin gì hấp dẫn nhé. Một mình Lingard xử lý West Ham đá Chelsea khỏi top 4. Lingard chính là người mở tỷ số cho The Hammer bằng pha đột phá tốc độ và tung cú sút chéo góc quyết đoán ở phút thứ 6 trong trận đối đầu với Wolverhampton. Lingard tiếp tục tỏa sáng với những pha bóng bật ra từ chân của Lingard tạo điều kiện để Fornals ghi bàn nhân đôi cách biệt cho West Ham ở phút thứ 14. Theo Opta, kể từ khi Lingard ra mắt trong màu áo của West Ham thì anh đã góp dấu giày trong 10 bàn thắng tại Premier League, trong đó có 6 pha lập công và có 4 đường kiến tạo. Không cầu thủ nào tại giải lại có thành tích ấn tượng hơn tiền vệ thuộc biên chế của Man United. West Ham giành chiến thắng 3-2 chung cuộc tại sân Molineux. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên David Moyes vượt qua Chelsea để giành lấy vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tăng 2 rồi tới tăng 3. Qua hôm sau tao ngủ chung gà. Tao hứa là từ thắng nhọc Valladolid, Barca nuôi hy vọng vô địch La Liga. Với lợi thế về tâm lý sau cú sẩy chân của Atletico, Barca bước vào trận đấu trên sân nhà với quyết tâm cao độ. Huấn luyện viên Koeman tung vào sân đội hình chất lượng cùng với việc chơi hơn người từ phút thứ 79, song phải chờ đến phút thứ 90 thì chủ nhà mới có thể ăn mừng bàn thắng. Sau 15 lần dứt điểm tính riêng trong hiệp 2, Barca đã xô đổ được bức tường trước khung thành của Hakim Masip. Pha chạm bóng đầu tiên của Ronald Araujo mở ra cơ hội dứt điểm cận thành cho Dembele. Cựu sao Dortmund tung cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc gần để ấn định thắng lợi nhọc nhằn cho Barca trước 10 người bên phía Valladolid. Barca bất bại trong 19 trận gần nhất tại La Liga, trong đó có đến 16 chiến thắng. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Bernabeu cuối tuần này khi mà Messi cùng với đồng đội đối đầu với Real Madrid. Đây cũng là một trong những trận cầu mang tính chất quyết định cho cuộc đua đến ngôi vương của La Liga. Ronaldo hành xử thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Tiết lộ trong cuốn tự truyện của mình, tiền vệ Robin Gosens của Atalanta kể lại lần mà anh bị Ronaldo làm cho xấu hổ. Sau trận đấu với Juventus, tôi đã cố gắng thực hiện ước mơ có được chiếc áo đấu của Ronaldo. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đến chỗ anh ấy, thậm chí còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng. Nhưng Ronaldo không chấp nhận. Tôi hỏi, Cristiano, tôi có thể lấy áo của anh được không? Anh ấy thậm chí còn không nhìn tôi. Anh ấy chỉ nói, không. Sự từ chối phũ phàng đã khiến Robin Gosens hoàn toàn đỏ mặt và xấu hổ. Anh ấy đã bỏ đi và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chelsea lục đục nội bộ sau trận thua thảm West Brom. Ở buổi tập hôm 4 tháng 4, Rudiger đã xảy ra mâu thuẫn với thủ thành Kepa. Cả hai sau đó đã lời qua tiếng lại trước khi xảy ra xô xát, buộc ông Tuchel phải rút Rudiger khỏi sân. Được biết, cuộc tranh cãi được châm ngòi trong một bài đá tập. Mải tranh chấp, Rudiger đã vào bóng nguy hiểm với Kepa và thủ thành người Tây Ban Nha lập tức nổi nóng, tranh cãi tay đôi với người đồng đội trước khi căng thẳng giữa hai bên leo thang và dẫn đến va chạm. Rudiger sau khi hạ hỏa đã lên tiếng xin lỗi Kepa. Chiến lược gia người Đức được cho là rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của Rudiger và Kepa khi mà sự việc khép lại, không có mâu thuẫn nào kéo dài. Chelsea và huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ cần phải nhanh chóng giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn trong nội bộ. Trước mắt họ sẽ là trận gặp Porto ở lượt đi tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày 8 tháng 4. Xác định tương lai của Thánh Ibrahimovic. AC Milan và người đại diện Mino Raiola của Ibrahimovic đã thống nhất các điều khoản sơ bộ trong việc gia hạn hợp đồng. Ngôi sao người Thụy Điển đồng ý tiếp tục ở lại với AC Milan tới tháng 6 năm 2022. Anh không gặp vấn đề gì trong việc gia hạn bởi bản thân muốn tiếp tục ở lại thành phố phía Bắc Italia. Ibrahimovic trở lại thi đấu cho AC Milan từ tháng 1 năm 2020 và nhanh chóng hòa nhập với đội bóng. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm của Ibrahimovic là điểm tựa cho những đồng đội trẻ tuổi. Ở mùa giải này, Ibra đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của AC Milan với 15 bàn tại giải vô địch quốc gia Italia. Ibrahimovic vẫn có đóng góp lớn cho AC Milan mùa này. Mục tiêu của Ibra và các đồng đội trong phần còn lại của mùa giải là đưa AC Milan có mặt trong top 4, qua đó giành suất dự Champions League mùa tới. Chơi bóng thô bạo, Việt Anh và Văn Quyết chính thức nhận án phạt nặng từ VFF. Sau những hành vi không đẹp ở trận gặp SHB Đà Nẵng, hai ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội phải nhận những án phạt nguội đến từ VFF. Cụ thể, Bùi Hoàng Việt Anh đã sút thẳng bóng vào đùi của đồng đội cũ Ibokebe sau khi ngoại binh này ngã xuống sân. Còn với Văn Quyết, quả bóng vàng Việt Nam năm 2020 đã có pha nhảy lên tranh bóng tương đối ác ý với Gian Clesio và khiến cho cầu thủ đối phương dính chấn thương. Dù sau đó huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng Văn Quyết chỉ nhảy lên tranh bóng chứ không cố tình phạm lỗi, nhưng rất nhiều cổ động viên đã lên án pha bóng đó.
Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh đã phải nhận những án phạt khác nhau từ VFF. Cụ thể, Bùi Hoàng Việt Anh bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 3 trận, còn Văn Quyết bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 2 trận. Án phạt này khiến Hà Nội FC tiếp tục gặp thêm rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng trong những vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, với việc đưa ra án phạt thích đáng và kịp thời mang tính răn đe, qua đó giảm bớt nạn đá xấu trên sân cỏ V-League. Đến đây thì bản tin 5 phút của Chôn Bóng Đá ngày 6 tháng 4 cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.